Dạ, xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Hương Quê. Dạ, hiện tại thì hai chị em đang có mặt tại chùa Quan Âm. Dạ, hôm nay được chị Hồng, chị Trang ở Cali, Mỹ phát tâm là gửi tặng 50 phần quà đến bà con nghèo ở ấp Vĩnh Tây, xã Vĩnh Trạch, huyện Hội Sơn, tỉnh An Giang. Dạ, thì Út Tho thì cùng với mấy chú đang vô quà đó cô chú. Dạ. Dạ, phần quà hôm nay thì chị Hồng, chị Trang gửi tặng cho bà con gồm 10kg gạo. Dạ, gạo thì chắc sẵn ở bên đây rồi nè cô chú. Dạ. Dạ, với một thùng mì. Dạ, thùng mì Coco Mi. Dạ, thêm gia vị. Dạ, Út Thơ cùng với mấy chú đang vô bọc. Dạ, cùng với gia vị là có 1kg đường, 1 chai dầu ăn, một chai nước tương, một chai nước mắm. Dạ, một phần quà thì em cũng xin được báo giá với chị Hồng và chị Trang nha. Dạ, 10kg gạo thì có giá là 140.000. Dạ, thùng mì Coco Mi thì có giá 75.000 đồng. Dạ, chai dầu ăn thì có giá là 32.000 đồng. Dạ, chai nước mắm thì có giá 23.000. Dạ, chai nước tương thì có giá 18.000. Dạ, 1kg đường thì có giá 22.000. Dạ, tổng một phần quà hôm nay giá trị là 310.000. Dạ. Dạ, tổng cộng 50 phần quà với số tiền là 15.500.000 đồng đó cô chú. Dạ. Dạ. Dạ, sáng thì anh hai vận chuyển gạo với gia vị bằng xe tải vô đó cô chú. Rồi đến chùa rồi vận chuyển vô trong chùa để mấy chị em với mấy chú rồi vô gia vị nha. Cho dọn cái thùng. Dạ, hôm nay thì hai chị em cũng cảm ơn tấm lòng chị Hồng, chị Trang ở Cali, Mỹ rất là nhiều đã phát tâm gửi tặng cho bà con nghèo 50 phần quà. Thì em kính chúc cho hai chị lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc luôn nha hai chị. Giờ hai chị em tiếp tục vô những cái phần nhu yếu phẩm đó cô chú. Dạ, hôm nay thì hai chị em có liên hệ với sư cô là cô Quyền là chủ trì ở chùa Quan Âm, thì cô có hỗ trợ giúp hai chị em là gửi những phiếu đến bà con nghèo. Một chút khoảng 9 giờ là bà con sẽ đến nhận. Dạ, hôm nay thì có sự hỗ trợ của chú Hiếu. Dạ. Từ không lấy cháu đi vô hả? Dầu ăn, nước mắm với 1kg đường. Dạ. Đưa 1kg đường vô nữa thôi. Hai chị em cùng với mấy chú này sẽ vô hết 50 phần nhu yếu phẩm nha, nha cô chú. Bà con đến thì mình sẽ gửi tặng luôn. Cái bọc nó trơn. Nó đổ xuống. Hãy subscribe.
Hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm Quý Mão. Có các em ở đoạn Hương Quê về chùa Quan Âm để giúp cho bà con nghèo 50 phần quà. Được sự tài trợ của gia đình chị Hồng, chị Trang ở Mỹ về tài trợ về cho chị em của Hương Quê, của đoạn Hương Quê về chùa Quan Âm phát 50 phần quà cho bà con nghèo ở xóm chùa. Phần quà gồm có 10 kg gạo, 1 thùng mì, 1 chai dầu, 1 chai nước mắm, 1 chai nước tương và 1 kg đường. Cô là sư cô Như Quyền, trụ trì chùa Quan Âm, xin hồi hướng công đức cho gia đình của chị Hồng, chị Trang ở Mỹ được nhiều sức khỏe. Hồi hướng công đức cho chị em của đoàn Hương Quê cũng được nhiều sức khỏe, mọi việc đều được như ý. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho gia đình cùng cử quyền thất tổ được dạng sự an lành đem về nơi Đức Phật. Cầu chúc cho bà con mình luôn luôn được mạnh khỏe, được ấm no. Nhờ phần quà này thì bà con nhận được phần quà cảm niệm công đức của gia đình. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho gia đình chị Hồng, chị Trang cùng đoàn từ thiện Hương Quê được dạng sự như ý. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Rồi bà con bây giờ ai con nhận phiếu hả? Dạ, để con nhận phiếu. Vỗ tay. Còn này con nói lên vài lời nữa. Dạ. Dạ, dạ chị nói. Dạ, thì con cũng cảm ơn sư cô Như Quyền rất là nhiều. Dạ, đã hỗ trợ giúp đỡ hai chị em con để đến phát quà tại chùa Quan Âm. Dạ, thì con cũng chúc cho sư cô Như Quyền có thật nhiều sức khỏe. Dạ, thì sau đó thì con cũng có đôi lời gửi đến bà con đang có mặt tại chùa Quan Âm. Dạ, thì con cũng kính chào ông bà cô chú và các anh chị đang có mặt tại chùa Quan Âm. Thì hôm nay thì hai chị em của con là kênh Hương Quê đến từ Châu Thành. Dạ, thì cũng được thay mặt cho chị Hồng, chị Trang ở Cali Mỹ là đến phát 50 phần quà tại chùa Quan Âm. Dạ, thì một phần quà như vậy thì gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước tương, chai nước mắm với 1 kg đường. Dạ, thì chị cũng gửi một phần quà đến bà con để cho bà con nấu ăn hàng ngày. Dạ, thì chị Hồng, chị Trang cũng gửi lời chúc sức khỏe đến bà con, chúc bà con luôn mạnh khỏe, ấm no và hạnh phúc. Dạ, con cảm ơn. Dạ, thì cũng không đợi ông bà cô chú đợi lâu, thì hai chị em con cùng với sư cô với mấy chú đây sẽ gửi quà đến bà con nha. Dạ. Rồi bây giờ con trao tượng trưng. Dạ. Tượng trưng con cầm gì nè, đang cho dạ. Có gì giờ chú nhận giùm con ha. Dạ, con không có ghi nặng được. Dạ. Dạ, chị Hồng, chị Trang gửi tặng chú với cô. Dạ. Dạ, một lần phát như vậy là 10 phiếu đó ông bà cô chú. Dạ, vô hỗ trợ tiếp rồi, anh Hạnh rồi vô hỗ trợ tiếp rồi. Rồi anh chàng vô để gạo rồi sắp lên. Vô chàng vô bưng gạo bưng mì rồi lên. Dạ. Để dạo dưới rồi mấy đứa mẹ. Là để mì ở dưới, để kinh dạo đi. Để mì lên cho. Rồi đủ rồi, bỏ dưới đi con. Rồi để đi, để con để đi. Rồi vô đi. Rồi con mình đi vô đây. Mời mấy cô với mấy chú vào. Dạ. Dạ, mỗi lần phát như vậy là 10 phiếu đó bà cô chú.
ngựa ngang phần, ngựa ngang phần đi. Dạ, ngay ngay một phần á. Dạ. Dạ thì trước khi nhận phần quà thì con cũng thay mặt chị học, chị Trang là gửi các cô, các chú là phần quà. Dạ thì chúc cho bà con có thật nhiều sức khỏe. Dạ. Từ phiếu đi, đánh từ phiếu đi. Cảm ơn gia đình của chị Hồng, chị Trang. Dạ, là ở đây Vĩnh Bảo con ăn để mà cho bà con mình. Cho nó thoát cái nghèo, cáp dính tay gì nó nghèo hoài. Dạ. Cảm ơn chị Hồng, chị Trang với nhà Hảo Tâm. Dạ. Cái này là đoàn hương quê. Dạ. Em của đoàn hương quê. Rồi con cũng chúc cho mấy cô mấy chú có thật nhiều sức khỏe luôn nha. Dạ. Chú thì đang gom phiếu. Chúc gia đình là nhiều sức khỏe. Dạ. Rồi lấy rồi có một chị nhận một phần chọn phần vậy đó. Dạ. Chị em mình nhận phần quà về mạnh khỏe luôn luôn cũng được no ấm. Mấy vừa đã cái nguyên vừa gạo luôn vậy đó. Thôi, kinh cho bà kìa thôi. Nổi cái gì đâu. Rồi xong rồi con. Rồi, bà con còn mấy người nữa mình vô đi. Vô đi, thẳng vô. Thẳng vô này luôn, thẳng vô này luôn đi. Vô trong đây nè. Vô này luôn bà bảy. Vô trong đây con bình tiếp cho các bạn tới chỗ luôn. Dạ. Bà đi vô đi. Cái này là cô lãnh phiếu giờ. Dòng. Cũng như có mấy người ta đi không được á. Dạ. Dạ. Dạ rồi đủ rồi ha. Dạ. Rồi chúc bà con mình nhận quà ha, về cũng vui vẻ ha, làm ăn mặn mau thoát nghèo nha. Dạ, hôm nay thì cũng được chị Hồng, chị Trang ở Mỹ gửi tặng cho bà con những phần quà để giúp bà con một phần nào đó trong cuộc sống nha. Dạ, thì con cũng chúc cho cô chú có thật nhiều sức khỏe luôn. Rồi cô chú nhận giùm con. Dạ. Còn một phần của còn phần của bé nhỏ này nè. Dạ. Đâu còn còn ai chưa lấy không? Còn ai chưa lấy không? Quy phần này của ai Quy? Phần này chưa cũng Quy á. Quy rồi. Dạ của cô, của bà Quy không nhảy. Của bà. Cô sáu hả? Có lấy phiếu chưa? Rồi, rồi. Cảm ơn rồi phải không? Dạ. 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 Chưa gạo con ơi. Gạo lên, gạo lấy gạo lên đi. Dạ. Dạ cô chú ơi, giờ thì bà con cũng đến rồi đó. Giờ thì hai chị em cùng với sư cô đây tiếp tục trao những phần quà từ tấm lòng của chị Hồng và chị Trang gửi tặng. Dạ. Hôm nay thì cũng được chị Hồng, chị Trang ở Mỹ dạ gửi tặng bà con phần quà để giúp cho bà con ăn uống hàng ngày. Dạ thì cũng chúc cho các cô các chú có thật nhiều sức khỏe luôn. Dạ. Thì con cũng thay mặt chị gửi trao tặng những phần quà này đến bà con. Dạ thì Út Hoa dạ, sẽ gom phiếu. Gom phiếu với cô Hồng với cô Trang ở bên dạ. Cũng dính ăn dính mặt để mà gửi về cho dạ. Bà con mình. Dạ. Mình nghe cái niềm tri ân này là dạ, với cô Hồng với cô Trang rất là bao quát. Còn những cái gì mà không đi được đó là cái hoàn cảnh bắt buộc không đi được thành ra mới đi nhận giùm. Dạ. Dạ. Dạ rồi con mời cô chú nhận. Dạ. Nhận đi. Dạ. Dạ. Cảm ơn quà. Cảm ơn thằng thầy cái thằng nguyên luôn. Dạ. Có 10 cái gạo, có 10 cái gạo nữa. Dạ hết luôn. Dạ. Đây là một phiếu, này là của em bé chắc đọc màu da cam. Dạ. Này là của chú bộ đội cục giò. Dạ. Một cô chắc đọc màu da cam. Dạ. Rồi phiếu này là của bà già điêm được, là 4 phiếu của từ nhận giùm trở tới nhà luôn. Dạ. Dạ. Còn em thì em nhận giùm là hai người già với một phiếu cho em. Dạ. Tại vì ta già ta đi không được, mình nhận thế đem về tới nhà. Dạ. Dạ. Cái người là hai người già này là ở tới 8 cây số lận. Dạ. Ở trong quê vắng vẻ. Dạ chị để tặng cho quà. Cảm ơn. Dạ. Rồi con nói không? Dạ. Rồi có ăn cái bưng đi. Dạ. Bưng một lần luôn được. Dạ ôm vô. Trời ơi. Dạ em phụ tiếp rồi đi. Tiếp phần đi. Tiếp ra giùm phần đi đồng chí. Dạ đây một phần nữa. Ôm thằng này ra ngoài luôn đi.
Rồi, còn bốn phần của dạ bốn phần của cô Từ nhận dùm. Đây, còn bốn phần này cũng có Từ. Dạ. Cũng đại diện của địa phương cũng xin cảm ơn cũng gia đình của chị Hồng, chị Trang ở bên Mỹ cũng như là cái đoàn thân quê. À, cũng có cái tấm lòng để mà về địa phương là hỗ trợ giúp cho bà con ở quê ở Vĩnh Tây xã Gạch là nó nghèo thì thay mặt của địa phương thì cũng cảm ơn rất nhiều và cũng xin chúc cho gia đình của chị Hồng quê cũng như là đoàn hương quê được dồi dào sức khỏe làm ăn và ngày càng được là phấn khởi và chúc cho những ông bà quá cố được là nghe kinh Phật mau thoát chốn mười đồ về miền Cực Lạc. Xin cảm ơn. Dạ. Cảm ơn chú Hiếu rất là nhiều. Dạ. Chúc chú về sức khỏe luôn. Dạ. 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 Cảm ơn cô Hồng, cô Trang với đoàn hương quê. Cầu chúc cho đoàn hương quê với gia đình của Hồng, cô Trang được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Đây là cô Từ. Dạ. Dạ, với đạo Phật. Dạ, hôm nay thì hai chị em con trước tiên là thay mặt cho chị Hồng, chị Trang là gửi tặng 50 phần quà đến bà con nghèo ở ấp Vĩnh Tây. Dạ, sau đó thì chị Hồng, chị Trang là muốn cúng dường Tam Bảo ở chùa Quan Âm. Dạ, số tiền là 4.700.000 đồng. Dạ, với đạo Phật. Cô cảm niệm công đức của chị Hồng, chị Trang. Dạ, dạ. Xin nhận cái tấm lòng. Dạ, hồi hướng công đức này đến cho gia đình, rồi hồi hướng công đức cho cửu quyền thất tổ. Người chết thì được siêu, người sống thì được an lạc. Ai biết được rồi. Dạ, con cũng cảm ơn sư cô Như Quyền nhiều. Dạ, để con đếm số tiền nha. Dạ, thì hai chị có gửi cúng dường 200 đô thì con đổi được là số tiền 4.700.000 đồng. Dạ, thì con thay mặt cho hai chị cúng dường Tam Bảo. Dạ, đủ số tiền 4.700.000 đồng. Dạ, đây là tấm lòng của chị Hồng, chị Trang ở Mỹ. Dạ, cúng dường Tam Bảo chùa Quan Âm. Dạ, con xin phép con gửi cho sư cô Như Quyền. Dạ. Đây là cô cũng nhận từ tay của hai em ở đoàn hương quê. Dạ. Xin cảm niệm công đức của chị Hồng, chị Trang cùng gia đình. Nguyện đem công đức này hồi hướng đến gia đình được vạn sự như ý. Dạ, thì con cũng cảm ơn sư cô Như Quyền rất là nhiều đã làm cầu nói để giúp đỡ hai chị em con gửi tặng những cái phần quà này đến cho bà con nghèo. Dạ, con cũng chúc cho sư cô Như Quyền có thật nhiều sức khỏe. Dạ. Rồi cô cảm ơn con, mong rằng những dịp tới có đủ duyên thì con cũng giúp cho cô với bà con nghèo ở đây. Dạ. Ở đây thì vùng sâu vùng nghèo nghe bà con mà được nhận phần quà rất là mừng. Có những người không có đi được là hoàn cảnh khó khăn với già lớn tuổi không có đi được đó con. Dạ. Dạ. Mình cũng thông cảm. Dạ. Xa đi đường đất 8-9 cây số mà đi đường đất không mà chứ không có chạy xe được nữa. Dạ. Thì mấy lần trước con vào đây thì con cũng thấy được hoàn cảnh khó khăn ở trong đây, thì lần này con trở lại thì con cũng rất là vui. Dạ, để giúp đỡ bà con nghèo một phần nào đó. Dạ, mong là cô cháu mình kết hợp nhau để giúp cho bà con luôn được vượt mọi cái khó khăn đó con. Dạ, cô hy vọng vậy đó. Dạ, dạ. Con cảm ơn sư cô Như Quyền rất là nhiều. Dạ. Dạ. Dạ, thì chị ơi, hôm nay hai chị em của em cũng rất là vui khi được thay mặt cho hai chị là đến chùa Quan Âm gửi tặng 50 phần quà đến bà con nghèo ở ấp Vĩnh Tây, xã Vĩnh Trạch. Dạ, thì nãy giờ thì hai chị em cũng thay mặt chị gửi tặng 50 phần quà rồi. Dạ, hôm nay thì có một số phần quà là nhận giùm đó bà cô chú, thì cũng do là lớn tuổi bệnh tật không có đến nhận được thì cũng nhờ người nhà đến nhận giùm, thì cũng mong quý ông bà cô chú thông cảm. Dạ, dạ, hai chị em cũng cảm ơn tấm lòng hai chị rất là nhiều. Dạ, thì hai chị em cũng xin tổng kết lại số tiền hôm nay hai chị em đã thay mặt chị để gửi tặng quà đến bà con ở chùa Quan Âm. Dạ, thì 50 phần quà có tổng trị giá là 15.500.000 đồng. Dạ, vào đây thì có vận chuyển xe tải để chở quà thì hai chị cũng hỗ trợ số tiền là 1.000.000 đồng. Dạ, tổng cộng hết chi phí hôm nay là số tiền là 21.200.000 đồng. Dạ, thì một lần nữa em cảm ơn tấm lòng của hai chị rất là nhiều. Thì em kính chúc cho hai chị luôn dồi dào sức khỏe, luôn bình an. Dạ, có nhiều niềm vui hạnh phúc, công việc thì càng ngày càng gặp nhiều may mắn. Dạ, thì hai chị em cũng xin kết thúc video. Dạ, xin chào ông bà cô chú.
Dạ. 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 Dạ.